Xin chào các anh em, tôi là tổng chủ workshop. Hôm nay tôi sẽ review một cái sản phẩm mới, một cái thế hệ mới của một cái sản phẩm cũng khá quen thuộc với anh em rồi. Nhưng mà cái sản phẩm này ấy, cũng xin lỗi anh em trước một chút, đó là một cái sản phẩm mình bán rất là tốt, cũng rất hay, anh em nên xài. Nhưng mà vì rất nhiều lý do, chủ yếu là do lười, cho nên là tôi cũng không làm review cái con sản phẩm này, mặc dù nó đã ra mắt từ lâu lắm rồi, chắc phải từ năm ngoái. Đấy, từ năm ngoái năm kia, từ cái đời mà sơ khai của nó. Nó chính là con Chaser WooSport Spitfire. Con Chaser giúp cho các anh em thỏa mãn ước mơ của bất kỳ các anh em chơi airsoft nào. Đó là tài ứng bắn viên đạn như thật, bao gồm là viên đạn kích sáng Chaser, để có thể mình có thể nhìn thấy được đường đạn đi trong tối. Hai nữa là tạo được cái hiệu ứng lửa đầu lòng của cái đầu súng, giống như mình đang bắn súng thật, là giúp cho cái việc mà anh em cầm cây súng ấy, có thể quay phim, có thể làm màu, hoặc có thể đối phương nhìn vào mình nó ngầu hơn, nó thực tế hơn, chứ không còn những cảnh bắn rồi im lìm trong bóng tối, cứ một loạt đạn bay vào người này nọ mà mình không hiểu tại sao đấy. Khi mà hai bên giao chiến nhau bằng cái con Spitfire ấy, thì cuộc chiến nó rất là sinh động và hấp dẫn hơn rất nhiều, kể cả với người xem lẫn người trực tiếp tham gia vào cái buổi họp đấy, rất là hay. Rồi không lan man nữa, thì mình cũng nói thêm là con Chaser Spitfire ấy, nó khởi điểm từ WooSport nhái các hãng khác, và có thêm cái chức năng Spitfire đó lần đầu tiên xuất hiện ở trên airsoft, đó là của hãng WooSport nhé. Cái bản V1 họ là làm trên cái nền tảng là cái con loa con heo lửa đấy, Norvetke. Con đấy thì các chức năng các thứ thì mình thấy rất ok, chỉ có cái điều là cái hình dáng cái con Chaser ấy thật sự nó rất là xấu, nhiều bạn nói là xấu. Công nhận là cái kiểu dáng cái con Chaser ấy nó không phải phù hợp với đại đa số các mẫu súng anh em hay xài. Đại đa số các mẫu súng ngắn hoặc dài lắp vào con đấy nhiều khi nó trông nó không phù hợp, nhưng vì thích hoặc vì đam mê thì anh em vẫn phải chơi thôi, vì khơ sự lựa chọn nó hay thế, tuyệt vời hơn nó cả đấy. Mãi sau này, những thời điểm gần đây thì các hãng ví dụ như là Acetec họ mới làm những cái bản dần giống như thế, giá tất nhiên là giá nó gấp đôi rồi, gấp đôi hãng WooSport, nên là thực ra nó không phải là sự lựa chọn phổ thông lắm. Thì đấy, sau nhiều lần ý kiến thì hãng nó có ra con Gen 2, đó chính là phiên bản mình cầm trên tay đây. Con Gen 2 với Gen 1 so với anh em ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn cái hộp vỏ nhựa nữa, không còn cái vỏ giấy nữa, mà họ đã thay bằng cái vỏ nhựa. Và con Gen 2 này ấy, họ làm OEM chứ không còn bán dưới tên của WooSport nữa, cho nên mình sẽ không thấy chữ WooSport Spitfire ở đây, mà nó sẽ chỉ có chữ Light Made in China. Sau hộp thì ghi rất đơn giản thôi, tính năng chính nó là Spitfire Chaser, có gen 14mm, rồi chống nước chống đủng các kiểu linh tinh đấy. Cái đấy bỏ qua nhé, mình xem sao. Mở hộp ra cho anh em nào. Wow, đây cái hộp này, theo mình thấy cái hộp này ấy, mình thấy cảm tình hơn là cái hộp của con Spitfire cũ, bởi vì nó gọn nhẹ, nó đơn giản và nó chịu bảo vệ tốt, chịu lực tốt đấy. Chỉ cần này thôi, làm sao phải làm cái hộp giấy nhựa gì màu mè rắc rối á. Trong hộp thì sẽ có một cái dây cáp sạc khá là dày dặn anh em nhé. Đây anh em nhìn này, thường cái dây cáp sạc đi kèm của mấy đồ chơi ấy, thường nó mỏng riu, chắc mỏng nửa cái này thôi, nhưng con này có một cái đầu dây cáp sạc rất là dày dặn. Hơi đáng tiếc là vẫn dùng chuẩn micro USB cũ thôi, nếu nó là tai C sạc nhanh thì ok hơn. Và một cái adapter chuyển từ gen 11mm của những cây ngắn sang gen 14mm của cái tiêu chuẩn silencer tiêu chuẩn của những cây dài. Cái adapter rất hay, kể cả khi anh em không xài cái Chaser này thì anh em vẫn có thể dùng cái này với rất nhiều các cái ứng dụng khác cho những cây súng của mình. Và nếu anh em mua ngoài thì cái này nó dị giá từ 150 đến 200 tùy người bán nhé. Nhưng với cái adapter nó mỏng như này và nó làm bằng CNC nhôm này thì mình nghĩ nó phải hơn 200.000, chứ bình thường anh em mua cái xấu bẩn bẩn bằng nhôm, bằng cái kim loại thường ấy, nó đã tầm 150-200 rồi đó. Ngoài này thôi,
Trong hộp thì gồm có cả sách hướng dẫn sử dụng nữa, mình xem nào. Sách này nào. Sách nào. Sách có tiếng Anh nha anh em nha, chứ không phải là một đống tiếng Trung Quốc lằng ngoằng nữa, và rất là dễ hiểu thôi, bởi vì trên con Chaser này nó chỉ có một nút ấn duy nhất và bao gồm đa chức năng. Đó là nút tắt, gồm chức năng tắt bật cũng như là chuyển các chế độ của nó. Các chế độ đó là gì thì chút nữa mình sẽ nói sau. Thì nó có giới thiệu là con này pin này nó có thể khi sạc đầy thì dùng được tối đa 4 tiếng, tích hợp là pin lithium cho tuổi thọ bền, rồi bắn được phát sáng được tối đa 20.000 viên đạn. Ô à, nghe hợp lý nhở. Và có thể kéo được, đáp ứng được đủ ánh sáng cho kể cả cái cấu hình mà đến 35 RTS này, nó viết sai đây, RFS này. Cũng hay, hợp lý. Mình cũng thử con này ở trên cái cây súng của mấy em trong team. Mình trước có thử một cây của em là 32 RTS đấy, RPS, thì thấy nó vẫn fit, nó vẫn cứ đủ, nghĩa là kích sáng đủ và đều chứ không bị mít, rất ok. Mấy cây của mình thì cũng không không được như thế, bởi vì mình không bưu theo kể thế nha anh em nhé. Đó. Rồi thì đây nhân vật chính của chúng ta, đây chính là con Chaser Gen 2 Spitfire, rồi tên là Line. Thì theo quan điểm đánh giá của mình ấy, con này về tổng thể nó đã rất là ngon rồi, ngon hơn con bản Gen 1 rồi. Đó là không có cái đuôi thỏ thỏ ra đây này, nó thành cái cục này rất là đẹp. Và nữa nó làm bằng nhôm CNC rất là nhẹ nhàng. Đó, mình sẽ cân cho anh em xem. Làm nhôm CNC rất là nhẹ nhé. Cả cái cục này có 92 gram thôi. Đó, mình sẽ để lui đây một xíu anh em dễ nhìn. Phóng to đây nào. Ok, phóng to đây rồi. 92 gram. Đó, rất là nhẹ. Thậm chí so với cái silencer dummy ấy mà không có tác dụng gì của mấy cây ngắn ấy, mình thấy nó chỉ nặng hơn chút thôi. Mấy con đấy nó rơi tầm khoảng 70 gram ấy, thì con này 92 gram, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng ngoài những cái ưu điểm mình nói ấy, hình thức ấy nó thay thế bằng cái việc nó làm cái đầu này nó đẹp hơn rồi, thì như mình nói ấy, nó lại sơn và cái logo rất là buồn cười, logo rất là trẻ con. Cái thiết kế này theo mình nghĩ ấy, nếu mà nó không làm cái logo này, nó không có sơn đỏ này, có lẽ là anh em sẽ thấy thích hơn. Theo quan điểm cá nhân mình ấy, nó sẽ hoàn hảo hơn. Theo mình nghĩ là nó làm này thì chắc nó sẽ còn ra Gen 3 nữa, hoặc Gen 2.5 gì đấy, để nó thay đổi cái này đi một chút cho nó phù hợp hơn. Còn về cá nhân mình ấy, thì với cái tổng thể này ấy, mình sẽ bọc cái vải camo vào, rồi mình sẽ chụp cái ảnh, mình bọc cái vải camo vào mình che đi. Thứ nhất là nó phù hợp với công việc, cái việc ngụy trang của súng. Thứ hai là nó che đi mấy cái chỗ logo với cả cái màu đỏ là mình không thích lắm, nó rất là trông buồn cười ấy, trông như kiểu đồ chơi ấy, mình không thích lắm nhé. Còn đâu về cái thiết kế nó rất là tuyệt vời rồi, nó làm này để khi mình đây, ví dụ như này, mình lắp vào súng như này. Đó. Nó hơi khó khăn tí. Đợi chút, lắp một tay hơi khó. Đây. Khi anh em lắp vào súng này, nó sẽ không lòi ra một cục to đùng xấu xí như là cái bản Gen 1 cũ của WuSport nữa. Mà anh em nhìn thấy này. Đó. Rất là đẹp và liền mạch. Thậm chí nếu một số cây anh em để outer nó ngắn hơn rát một chút, vì nó giấu được cái phần thân cái Chaser này vào á, như này này, đẹp tuyệt vời luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Và một số cái build anh em chế làm sao để cho cái Chaser này nó nằm sâu ở trong giáp ấy, thì nó sẽ có hiệu quả về cái hình ảnh tốt nhất có thể luôn, mà nó không bị xấu quá đó. Còn mình sẽ bọc lại thôi, mình sẽ bọc lại một chút cho nó sẽ khác biệt đi. Tổng thể là như thế, còn về chức năng cũng như thiết kế thì nó không khác biệt gì do với con Chaser Spitfire của WuSport anh em vẫn đang xài. Mà bây giờ mình mới review nhá, thì mình sẽ nói qua một chút. Trong này nó sẽ có hai cái đường mình sẽ tháo ra luôn. Mình sẽ tháo luôn để nói cho anh em biết. Ở đầu của Chaser nó sẽ có một cái ba cái đèn như này. Nó sẽ phát ánh sáng đỏ để
giả lập cái hiệu ứng mà lửa đầu nòng, khi anh em bắn súng thật đấy sẽ có cái tia lửa đầu nòng thì nó sẽ phát ra ba ánh sáng đỏ này, thì nó sẽ có một cái cảm biến ở bên trong cái con chaser này, khi có vật thể nào đó đi qua, ví dụ như là viên đạn hoặc bất kỳ cái gì ấy đi qua thì nó sẽ có hiệu ứng. Đây mình sẽ giả lập luôn nhá, mình sẽ bật lên cho anh em, mình giả lập luôn khi có vật thể nào đi qua, ví dụ đấy mình đây anh em bật này. Okay. Khi vật thể đi qua thì nó sẽ sáng lên. Đó anh em nhìn nhỉ. Đây như này sẽ dễ nhìn hơn này. Đấy. Đó, khi anh em bắn nhiều nhanh thì nó sẽ sáng liên tục, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng lửa lòng kết hợp cùng với cái kính thấu kính ở đây này, nó thiết kế rất đặc biệt để tạo cái hiệu ứng nó dài hơn, cảm giác cái tia sáng nó dài hơn như kiểu cái tia lửa ra đầu lòng ấy, rất là đẹp cho anh em. Hai nữa là nó có hai đường kích sáng tia cực tím, tia UV đặc biệt để cái viên đạn gọi là viên đạn BB chaser nó khi mà nó đi qua cái đường sáng đấy, khác với cái đầu này nhé, đầu Spitfire này khác nhé, cái đèn này là đèn để tạo hiệu ứng Spitfire thôi, và cái đèn ở trong này sẽ có một cái đèn khác nó tạo cái hiệu ứng để giúp cho cái viên đạn nó được sáng khi mà bay ra khỏi đầu nòng. Anh em nhìn này, anh em sẽ nhìn này, đó trong này nó có màu tím, hy vọng anh em sẽ nhìn rõ chứ đây hơi hơi khó đấy, ở trong lòng nó sẽ có màu tím như thế để giúp cho cái viên đạn nó sẽ sáng hơn khi ra khỏi lòng súng đấy. Để được chức năng đấy thì anh em phải mua một cái đạn đặc biệt gọi là BB chaser anh em nhá. Cái đấy nó cũng hơi đắt một xíu nhưng mà nó không phải quá đắt đâu, anh em hoàn toàn có thể chơi được. Đây, còn đây là cái kết cấu của bên trong ruột, nó rất đơn giản. Mình thích cái kết cấu này từ hồi ra con Spitfire của Wolfsport rồi, ra bản 2, anh em nhìn này. Đi kèm đây là một cục pin 300mAh lithium. Rất nhỏ nhưng với cái công suất đèn này, chỉ có mấy cái đèn thôi thì anh em hoàn toàn có thể tin cậy cái cục pin này có thể giúp cho mình chơi hết cả buổi mà không lói pin. Thực ra ấy, mình cũng ọp mấy lần với cái con chaser này rồi, và nói chung chơi cả buổi từ 1-2 giờ chiều đến 5 giờ ấy, thoải mái đi chơi 3-4 tiếng ấy, không hết pin đâu, bởi vì mình có phải bắn liên tục đâu, mình bắn liên tục cày liên tục đâu, mình cứ bắn đều các game thì vẫn đáp ứng được đủ nha anh em nhé. Đấy, còn đây là anh em nếu nhìn trước đấy mấy con chaser của Wolfsport ấy, nhiều anh em mình cũng thắc mắc là anh ơi dùng lâu pin nó chai nó hỏng thì thay kiểu gì, hồi đấy nó đóng kín và rất là chặt không thể thay pin được, nhưng đây với cái thiết kế này anh em hoàn toàn có thể tháo ra và thay pin, có rắc thay pin rời, rất tiện lợi, anh em chỉ việc tháo cái băng keo ra và thay pin thôi. Nhưng chú ý một điều, trên thân này nó có cái tem niêm phong, là anh em mua cũng phải chú ý nhé. Khi mình mua hàng mới ấy, mình check xem có tem niêm phong nó còn không, còn nghĩa là nó chưa sửa chữa, chưa bị thay thế cái gì, tem niêm phong mà rồi keo cố định này nó phải còn mới còn đẹp nhé. Và tại sao mình nói đây là con hàng của Wolfsport, đây anh em nhìn cái logo Wolfsport tộc Bình nha, đó nó là OEM thôi mà, chứ nó không có ghi ở vòi hộp thôi, nhưng ở trong vẫn có tem của nó luôn. Đấy, rồi thiết kế rất đơn giản nhưng hiệu quả, mà không hiểu tại sao ở đến thời điểm này các hãng airsoft lớn đùng ở trên thế giới người ta không thèm làm vấn đề cái thằng Wolfsport của tiều người ta làm xong rồi các ông lớn bắt đầu lại đi copy lại, Acertech cũng copy lại nhé. Rất là hay. Rồi cái đấy là chức năng cơ bản cũng như là cái hiệu ứng ấy, mình có thể là nhiều bạn không quan tâm lắm với những cái vấn đề này, nhưng tiếp theo mình sẽ có clip bắn test hoạt động các thứ thì anh em sẽ hình dung ra được ngay nó là như thế nào và nó tuyệt vời sao, tại sao anh em nên phải mua, đặc biệt là những anh em nào chơi GBB, GBB thì lúc bắn ấy thì nó có một cái phụt cái khói của ga, cái hơi ga ra đầu nòng thì nó sẽ giúp cái hiệu ứng của cái Spitfire, cái hiệu ứng lửa đầu nòng nó đẹp hơn rất nhiều so với việc anh em dùng cây AR điện nhé. Rồi bỏ qua phần giới thiệu râu ria đi, mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng con chaser này. Thế là cách sạc, anh em tháo cái nắp đầu phía Spitfire ra, phía đầu ra. Đấy, và dùng sợi cáp đi kèm, nó có cái lỗ sạc đây này. Đấy, thì mình cắm sạc ở vị trí này, bùm, và cắm vào. À, anh em chú ý nhé, nhớ bỏ cái dây chống răng chống nước này ra,
thì anh em mới cắm sạc vào, không là kẹt, không là cố là nó sẽ gãy đấy. Anh em bỏ ra như này này, đấy, bóc ra này, xong là mình mới cắm sạc vào đủ nhé. Đấy, rất nhiều bạn trước đấy đó như vậy mới cắm được, bởi vì nó rất là khít. Đó. Rất nhiều bạn do cũng phần lỗi do mình thôi, là mình không làm clip review cũng như hướng dẫn. Rất nhiều bạn dùng hơi vô ý một chút, là cắm cả cái đầu cao su bảo vệ chống nước này cùng với sạc, nên là gây ra quá trình nó hỏng chân sạc cũng như là hỏng hóc cái thiết bị này, rất đáng tiếc như thế. Và như anh em đã biết đấy, đồ chơi thường không được bảo hành, cho nên là nếu hỏng ấy thì anh em phải tự sửa thôi. Đó, quy trình sạc là như thế. Còn cái này cũng nói sơ, mình tiện mình nói luôn là hãng có công bố là nó chống được nước. Nhưng theo mình ấy, những cái đồ như này ấy, với cơ cấu như này ấy, nó chỉ chống được nước mưa thôi, nước kiểu bắn thôi, chứ anh em mà ngâm nước là tan luôn đấy, chú ý nha anh em nhá. Chống nước nhưng mà chống kiểu vớ vẩn thôi, chú ý thế, bởi vì tầm tiền con này thì sẽ không hy vọng cái tính năng ghê gớm mới được đâu. Kể cả những cái đồ đắt tiền như Citech cũng không có chức năng chống nước như thế, ghê gớm như thế, mặc dù có mấy củ ấy. Đó, cái này anh em chú ý. Rồi, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng. Con này chỉ có một nút duy nhất. Sẽ đảm nhận chức năng tắt bật cũng như là chuyển đổi các cái chức năng của nó. Thì khi mà nó tắt ấy thì nha, đèn tắt lịm không nháy, nó không nháy. Anh em muốn bật ấy, đơn giản là ấn nhẹ phát thôi. Đó, đèn ở trong nháy. Đèn ở trong thân súng nháy. Cũng như cái đèn nó sẽ chớp chớp một chút. Mấy giây nó chớp một lần. Mấy giây chớp là anh em có thể kiểm tra đơn giản thôi bằng cách mình thả viên BB hoặc là mình cho cái gì đi qua cái đầu. Đó, đó, nó đã hoạt động rồi nhá anh em nhá, chú ý đấy. Rồi, tắt đi thì sao? Tắt đi thì cũng đơn giản như bật thôi. Anh em ấn lần nữa. Đó, nó nháy nhiều lần, nghĩa là tắt. Mình test luôn. Cho cái đồ ra. Nó tắt à, nó không có sáng nữa nha. Rồi, mình sẽ bật lại. Thế bây giờ nhiều anh em tôi chỉ cần chơi tôi chỉ cần nó phát sáng BB thôi, chứ không cần bật tính năng Speedfire, sợ lộ vị trí các kiểu IC. Ok, rồi cái đấy đó là sở thích của anh em. Thì để tắt chức năng đấy đi, anh em chỉ cần giữ cái nút này 3 giây. 1, 2, 3. Đó, nó nháy một cái ở trong đó. Thì anh em nhìn này, đèn chaser vẫn sáng. Anh em nhìn đây, đèn chaser ở phía trong nhé, chứ không phải cái đèn Speedfire đấy. Đèn chaser phía trong vẫn sáng. Anh em vẫn có thể bắn đạn chaser như bình thường, nhưng sẽ không có cái hiệu ứng lửa nòng nữa, sẽ không sợ bị lộ vị trí các kiểu. Đó, theo ý em anh em. Còn muốn bật nó lên rất đơn giản, mình chỉ việc giữ 3 giây thôi. 1, 2, 3. Đó, ở trong lòng nó nháy phát. Rồi, rất dễ theo dõi. Rất đơn giản. Anh em nhìn này. Đó, lại bật lên à. Bạc 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 bạc. Đó. Rồi, còn tính năng rất hay nữa cho các anh em nào hay quên. Đó là con này có tính năng tự tiết kiệm năng lượng Power Saving. Khi anh em không dùng lâu lâu một chút ấy, thì nó sẽ tự về chế độ Power Saver. Nó sẽ không có chớp này nữa. Nó sẽ không có kiểu đang bật như này nữa. Mà nó sẽ tự nghỉ, tự tắt off. Giống như chế độ Standby ở trên TV hoặc là máy tính các kiểu đấy. Nhưng cái chế độ rất hay ở chỗ là khi nó đang ở chế độ nghỉ này, gần như ngừng hoạt động 99% rồi, thì các anh em chỉ cần bắn tầm 4-5 viên đạn qua qua cái chaser đấy, là nó sẽ tự động power on, nghe, tự động bật lên để phục vụ anh em. Đấy, nếu anh em nào lười ngại tắt, hoặc là cái chỗ mà cái nút này nó tắt, nó vướng vào rác dùng ấy, thì anh em cứ kệ thôi, quên đi. Mình chỉ việc để chơi xong mình vứt đấy thôi, thì lần sau chơi mình không cần bật nữa, nó tự động, nó sẽ hiểu khi có mấy viên đạn bắn qua, nó hiểu là mình đang chơi, thì nó sẽ tự phát sáng và hoạt động lại như bình thường. Tính năng rất là hay và tiện lợi cho anh em, mặc dù nhỏ thôi đấy, nhưng tính rất hay. Rồi mình sẽ bắn thử cho anh em luôn. Ok anh em. Rồi anh em ơi, sau clip test anh em đã thấy cái này nó thật là bá đạo chưa? Wow. Thiết kế thì ok, không xấu, không đẹp. Cá nhân mình không xấu, không đẹp, thiết kế rất là ok so với bản cũ rồi. Trọng lượng nó nhẹ, hiệu ứng tuyệt vời. Còn giá thành thì sao? Giá bản Gen 2 này thậm chí nó còn rẻ hơn bản Gen 1. Thế mới ghê luôn. Vậy thì anh em còn chờ gì nữa, không liên hệ ngay với tổng trưởng của shop để đặt mua cái sản phẩm này cho mình và về sơn phết theo ý mình nha.